Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình đang có một con CNC 2.2. Đúng không? Cái dòng CNC này thì nó cũng đủ loại. CNC đây, con này là 2.2. Vật dài đây. Của nó là dài. Đây mọi người. Nó dài 9.5 mọi người nhá. Đấy. Dài 9.5, đường kính nó đây 6.4, đường kính chiều to, đường kính ở bên trong này là đường kính lỗ xa to đây, đây gọi là đường bên trong đây, ra được của nó được 3.8 mọi người nhé, đường kính được 3.8. Mình hay ốm quá, người yếu người nên nó hơi tròn, mọi người thông cảm nhé. Thì con này mình quấn bút táp, một bộ của nó là mình quấn 3 tép, một tổ của nó mình quấn 3 tép thì là ra 12 đầu mọi người nhé, bước 6. Thì con này của nó là quấn 2 sợi 50, một tép này là mình quấn là 15 vòng mọi người nhé, 2.2 tép quấn là 15 vòng. Sẵn đây mình đấu, mình chia sẻ mọi người cách đấu luôn nhá. Đó, đây đấu thì đơn giản thôi, mọi người đếm từ 1 đến 4 thì mình đấu với nhau là xong. Đây này, 1, 2, 3, 4 này. Đó, đấu với nhau này. Đếm tiếp này. Đây nha, 4 đây nhá. Đó, 1, 2, 3, 4 này. Xong lại, xong lại lùi lại một bước này. Đó, đây nhá. Mọi người đếm này, 1, 2, 3, 4. Rồi lùi lại một bước này, đếm lên 4 này, 1 2 3 4. Đó, đấu với nhau. Đó, mọi người đếm như này đơn giản nhất này, đúng không? Sẽ bóc ra mình đếm lại cho mọi người xem nhé. Một cái đầu con mang ngồi, mọi người chọn một cái đầu bất kỳ cho mình, đúng không? Đếm đến 4, 1 2 3 4, đúng không? Đấu với nhau. Đó, thì tiếp theo mọi người sẽ đếm từ đây, đếm từ đầu này nhá, đến 4 này, đếm lùi lại một bước này, mọi người không biết nhìn rõ không, đây đếm đây nhá, 1 2 3 4, đấu với nhau. Đó, đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ đấu nhá, mình sẽ tạo men mình đấu luôn. Hôm nay mình sẽ băng đấu hoàn chỉnh cho mọi người xem nhé. Cách đấu nhanh. Đấy, tiếp theo mọi người đếm từ đầu này đi, 1 2. Một này, hai này, ba này, bốn này, tới đây này. Rồi, tiếp tục lại đấu nhá. Cái này bình thường là vào liền khuân thì đỡ phải đấu nhiều mối, nhưng mà đây cái này vợ mình làm, nó nếu mà quấn
liền khuân thì vào nó hơi vướng, đây là vợ mình đã quấn một bộ ba tép nhé, chứ không không quấn ba bộ sáu tép, cái này quấn sáu bộ ba tép luôn. Khi vào dây thì nó đỡ vướng hơn nhưng mà đấu lại mất công hơn. Nhìn khuân thì là nó sẽ hơi vướng. Còn nhìn khuân thì mọi người vào một bộ, mọi người vào ba tép xong bỏ lại, xong vào bộ tiếp theo, vào pha tiếp theo. Ba tép xong lại vào cho pha 1, pha 2, pha 3, mỗi pha vào ba tép xong là vào lần lượt như vậy thì sẽ được liền khuân. Và cái gì nó hơi vướng, vợ mình làm không quen thì vợ mình làm kiểu này mất công đấu một chút. Mình đang bật quạt nhưng mà có tiếng gió nó hơi nghe hơi khó chịu, mọi người thông cảm nhé. Thời tiết ở miền Bắc mình đang nóng, nóng đỉnh điểm, nóng quá mình ốm lên luôn này. Hôm nay làm 2,2 chia sẻ cho mọi người luôn. Ít ra video cho mọi người, công việc nó nhiều lúc nó lu bu quá. Này giờ cũng tối muộn rồi mọi người nhá, bây giờ 6 giờ rồi đấy, mà trời ở đây nó đang đang hơi tối rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ rút 6 đầu bên trong rồi nhá. Đây mình bật cái đèn flash lên cho mọi người dễ nhìn nhá. Trời nó hơi tối. Đây mình rút 6 đầu bên trong này ra.
Cái này mọi người cũng đếm cho mình như này nhé, 1 2 3 4 đấu với nhau này. Đây nhầm, cái này mà mình đếm đếm như này cho mình, đây là A này bỏ 1 này, đến B này bỏ 1, đến C đấu trụ mọi người. Cái này trụ sao mọi người nhé, đó mọi người cứ đếm bỏ 1 cho mình, 1 bỏ 1 đến B đúng không, bỏ 1 đến C. Ok, đó là trụ sao. Ok, giờ mình đấu lại, đấu ba đầu đưa ra rồi mọi người nhé. Bây giờ mình đấu ba sợi dây mềm đưa ra.
Rồi, cái này là đưa ra là băng đấu là xong thôi. Băng vào là xong thôi. Đây là đấu đã xong rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ đến đây thì cũng không còn gì để chia sẻ cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.